Mình thấy chắc nó dung ru rồi này, chắc nó không dính quá. Ôi trời ơi. Ôi, vô cá lóc hay cái dày vậy ta? Con cá lóc hay con cái dày gì á, bự lắm. Được con cá lóc là đủ vốn rồi. Đây có mấy con rồi, để tôi bắt luôn đi ông ơi. Nói chứ chỗ này là mình vẫn còn thăm được nha cả nhà. Ở bên kia là nước cạn luôn rồi, nước cạn luôn cho nên là cá nó không có vô chỗ này được nữa. Ở đây là nước vẫn còn sâu. Sáng nay là vẫn được hai cá phi, con cá lóc. Dừa này uống ngon. Hồi nãy Mẫn đi ngang á, Mẫn thấy cái lợp đó là nó bị cạn rồi cả nhà, nó không có cá. Chắc là mình phải ngưng cái lợp đó vài bữa rồi, hoặc là mình đi đổi, hoặc là đổi vị trí. Nhưng mà thôi, Mẫn thấy chỗ đó lý tưởng lắm, mà giờ chờ cho nước lên đi ha, mình khỏi đổi đâu, cho nó khô ráo vài bữa đi. Nói chung là sáng nay là vẫn bội thu được hai trái dừa nè, bội thu được con cá lóc nè, bội thu được hai con cá rô phi nè. Bây giờ Mẫn đi về, Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật kênh thông báo Huệ Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè.